Đấy, thiên nhiên miền núi đấy. Nghiến này, loại cây nghiến này là cây già rồi đấy nhỉ? Còn non thôi. Già hay non? Còn non. Nhìn như già rồi đấy. Cây đỏ, cây vàng. Cái này là dày 5 phân là? 6 phân. 6 phân. Rộng 40 rồi nhỉ? Đấy đâu? Đấy đâu? Không. 35 nhỉ? 32 thôi. Đến đấy là được rồi, đừng gọt vào nữa. Bây giờ làm tròn là được rồi. Mất công lắm. Mình miến sao là làm tròn được rồi mà. Lấy hết cái phần gỗ thôi, đúng không? Làm tròn rồi. Bây giờ cái này còn chứ còn mấy năm nữa thì hết. Hết. Tuyệt chủng. Tranh thủ lấy về dùng thôi. Sáng nay được bằng này phải á? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Chắc đi cũng mới muộn, đi muộn thôi phải không? Có ông có ngủ ngon quá mà không? 10 giờ. 10 giờ mới đi mà. 10 giờ sáng này á? Ừ. Nhưng tối qua ngủ ngon nhỉ? Ngon. Qua đi suối về. Về xong thì mấy ly rượu nữa. Ừ. Hôm qua về mình tắm rửa không thì cũng làm mất cơm xong thì ngủ ngon mà. Sau này cái này ít tuổi nếu mà còn thì cứ 200 mới đi được. Nhỏ quá. Nhỏ quá. 35, 36 kêu 200 được. Nghiến này nghiến vàng hay sao nhỉ? Nghiến đỏ. Nhìn nó trắng trắng đấy. Nghiến đỏ nghiến đen. Ừ. Đúng ra là nhách cái thớt nghiến là rất lạnh nhé. Nhiều lúc là thái xong là nhách đi nhách lại rất là lười. Họ lấy ra đúng gia đình ấy, họ lấy mỏng ra 3 phân. Đặc biệt mà chị em phụ nữ thì nó lười, lười dùng thớt nghiến lắm. Nặng. Mình dùng thì dùng được nhưng nó không nhách được đâu. Làm xong nó có đi rửa rửa cũng được đâu. Nó lười. Đặt để một chỗ cố định thì được. Chặt xong băm thái xong thì là lấy nước tưới qua luôn thì được. Mình nhách còn nặng nhiều cái à. Nhiều cái mà dày tầm 7 phân mới rộng khoảng 50 nhỉ nhỉ. Mấy cái trên trên phòng nhà nhiều lúc 50 35 cũng thấy nặng rồi, 7 phân à. Nặng mà phải ra sức nhách ấy. Nghiến thì mình nhẹ đâu. Này sáng nay móng tay thái chuối à, à thái quả chuối à, nhựa đã xì, giặt rửa ra, nhựa chuối hột, nhựa nó mỏng chắc, ừ. Cái canh, ừ. Rửa bằng canh thôi nha. ngày xưa cái anh Thành kỷ niệm cho một cái thớt ấy, đến nghiến ấy, nhưng mà cái kia hơi xấu đấy, lâu lắm rồi. Bây giờ không biết ở nhà là góc nào đấy. Chắc không dùng đến. Cách đây 3-4 năm. Cái thớt này mà dùng mà để phơi nắng là nứt nhá. Nứt hết rồi. Nó phải để ở cái chỗ dâm dâm xong này là thường xuyên dùng để nó có ẩm ướt là nó còn dính, kết dính kiểu như là nó có chất keo ấy nhỉ, nước ấy. Còn nếu mà để phơi nắng nó nứt nửa nứt chân chim ra là hỏng ngay mà. Mình 250, 2 cái 300.
2 cái 300 này, 2 cái 300 này, 600, 900, triệu 2, triệu 3, triệu 4 cái này, được triệu 4 rồi. Nếu mà sáng một sáng đi xẻ xong thì một chiều mình gọt ở nhà. Chính tỏ kiếm tiền cũng nhanh thôi. Nhưng mà lấy được có nhiều không nhà. Loại 40 thì có ngày không được 2 triệu đấy. Loại 40 kia là bán 200 nghìn đấy đúng không? Ngày cái thôi. Một ngày là được. Nhưng cái này cũng thoải mái đủ băm chặt rồi. Tết này bình thường mà nhà nông thôn mà không có thiên nghiến thì ở trong làng nhiều nhà không có đấy. Yeah. Em không biết này có cái nào đâu. Rồi đi xẻ gỗ cho nó. Thế nó không có mới cắt cho hai cái. Thế mà không biết sắm nhỉ. Các cái này kiểu tùy từng nhà. Không có chịu sắm gì. Tiền có mà tôi chịu sắm. Thế riêng giao thớt ở nhà này không thể thiếu nông thôn đấy. Ở thành phố nhà cửa các kiểu nó khác, nó thớt nhựa, thớt những nó dao cũng dao dạng inox, dao khác như đúng không? Mình nông thôn mà không có cái này là không được. Wow. Nứt à? Trời dày quá, nứt vào trong. À, miếng ăn miếng nhỏ thôi. Không cần chặt hết đâu mà, để bạn làm tròn hết đâu mà. Đấy, làm đẹp đẹp là được rồi. Ngon rồi. Kệ nó. Đấy, chém mà đi hơi nhiều rồi. Kệ nó, cho nó vong lóm mà đi một tí cũng được. Sửa cho nó ngon đẹp luôn đi. Kệ nó, bây giờ méo ăn méo vì ăn một tí rồi. Bỏ một tí rồi. Bà biết đánh mỡ mà. Đấy. Kệ nó hơi méo đi được. Ngon lít, im tích. Nếu mà không bán hết thì Khánh nó bảo lấy mấy cái. À, bán cho cái nó lấy hết. Không đẹp mấy cái nó lấy hết không? Như này là ngon rồi. Như này kê đâu. Ngon mấy đâu. Một tuần nào về nhà xem gái nhà còn lên không? Là cái ông bà có nó hỏng chưa, nếu mà chưa hỏng thì hỏng rồi thì nứt rồi là cái gì là lấy cái. Ừ. Cây này họ chặt lâu ấy nhỉ. À, cái đâu mà chị đâu mà phạt điện nhau lùi. Máy phát máy 9 phần cho. Bảo nè. Quế, ốc quế chị. Quế muối vây. Quế cây mà. Quế muối ốc bê. Hát ra đây, quế muối đây nè. Tắt nửa cái châu này. Hảo ấy, mua chiếc lại quý. Hàng bến đang xuống tiếng luôn, 9 đầu hiểm. Kìa lắm, xuống tiếng kìa. Hàng mua chiếc lại quý. Ờ, thuốc trà thì nhanh dùng không? Vậy là các khá xếp hạp ấy. Thà là đuôi
ừ về này phải chút phòng lên rồi chắc hẳn thấy cái phải tuột nó cũng chắc xám cái phải lúc chăng mới xám đấy hẳn thấy phải tuột điếu không còn nó thấy cái khá thứ hai thôi chăng chả phải này bên lò chăng phải hẳn thấy cái phải tuột điếu thì thôi này nào này im như này không cần tròn hết đâu mà chém mà đi cái kia nó nứt nứt ra tiếng lắm quay phim quay ở bong rầm ruồi sơn lâm hay nhang mì thớt mà nè nghe chiêng mà nè cái này lẻo ra nào ăn à, tiền tranh thủ lấy đi mì đục viên là đi giả hết éo là hết loại mà hello đưa chị Nam vào đi à ui dồi nặng ấy hồi nhẹ thì nào kế kế hai giờ nhé cái này chắc không sửa má đừng sửa nữa thế được rồi càng sửa nó càng trước trước mà nhìn thế là được rồi mày. Về nhà người ta khác biết bào rũa đi một tí là khác lên mà oh, ngon lích yên tích có cả đai này rồi kệ nó không cần sửa nó được bao đây là hỏng đấy không được 150 này 80.000 thôi gì 80.000 thôi không đẹp à mình nhìn rẻ quá mặc dù nó xấu hay 150 thôi chứ này nó có máy bào máy biếc nhìn nó bóng mượt nhỉ nhưng mà cái cũng phụ thuộc cái chất gỗ thôi chất gỗ mà không chuẩn nhìn cũng biết ngay cái này mà chất gỗ chuẩn mà dùng dao sửa này là đẹp rồi. Rồi cái này nó có cái đường này cũng không đấy cho lắm thật cái xích thì nó bị bay máy mắt rồi để sửa nó không êm sớt nghiến miền nối này 150 nha bạn mà 8.000 thì rẻ quá ít nhất là park cái này làm thủ công nhìn như thế này thế nào nữa dùng một thời gian nó khác mượt thôi mà đúng không có xưởng mộc xưởng miếc kia họ lấy về họ có máy bào nó bóng nó mới mượt chỗ này ấy chứ thế này dùng một thời gian thì khác ngon hết rồi rồi ăn đi nào lên lấy bạn cái nhá cái nào được cái nào dành để cái nào đó được này thân nghiến miền núi anh em chúng tôi tự làm đăng ký ủng hộ tôi nha đăng ký ủng hộ tôi nha bye bye và hẹn gặp lại.